Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 4, huyện ủy Hiệp Đức tổ chức hội thảo tìm giải pháp tạo nguồn và phát triển đảng viên trên địa bàn. Bí thư huyện ủy Nguyễn Văn Tỉnh, phó bí thư thường trực huyện ủy Nguyễn Văn Nam và chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Như Công chủ trì hội nghị. Nhận định tại hội thảo cho thấy những năm qua, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng đạt được nhiều kết quả, từ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quy hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, phân công giao nhiệm vụ, chú trọng cả về số lượng và chất lượng đảng viên. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt hạn chế, không đạt chỉ tiêu đề ra đối với loại hình chi bộ nông thôn do sáp nhập địa bàn thôn, một số chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách còn thấp, thanh niên đi làm ăn xa. Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện ủy Hiệp Đức kết nạp 385 trên 400 đảng viên. Tại hội thảo, bí thư chi bộ các tổ chức cơ sở đảng đưa ra những giải pháp trong việc quy hoạch, tạo nguồn phát triển đảng viên, cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, đa dạng hóa công tác tập hợp, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú, tự giác vào đảng để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Vừa qua, Ban tuyên giáo huyện ủy Hiệp Đức tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng năm 2021. Tham gia lớp bồi dưỡng có 52 học viên là những quần chúng ưu tú được các tổ chức cơ sở đảng lựa chọn. Trong thời gian 3 ngày, các học viên học tập nghiên cứu các chuyên đề về khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc lớp học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ trang bị kiến thức, nỗ lực phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Đức vừa hiệp thương lần 3, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần 2, huyện Hiệp Đức có 52 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Qua kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, có 50 người được cử tri nhận xét đánh giá cao. Đến nay có 2 trường hợp xin thôi ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu tiến hành thảo luận, biểu quyết bằng hình thức giơ tay thống nhất 100% danh sách 50 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và thống nhất cho 2 người rút khỏi danh sách ứng cử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hiệp Đức cũng vừa triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông qua kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và trình bày trước cử tri để vận động bầu cử. Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5, 50 ứng cử viên Hội đồng Nhân dân huyện sẽ tiếp xúc cử tri tại 7 đơn vị bầu cử để vận động bầu cử. Hiệp Đức có 11 xã thị trấn, ngoài các xã có dân số đông như Bình Lâm, Quế Thọ và thị trấn Tân An, thì các xã còn lại, 2 xã có địa giới hành chính gần được chọn làm một đơn vị bầu cử. Sau kết quả hội nghị hiệp thương lần 3, Hiệp Đức có 50 ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, trong đó cử tri bỏ phiếu bầu 30 đại biểu. Vừa qua tại Ủy ban Nhân dân xã Sông Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức Nguyễn Như Công đến thăm tổ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân. Tại đây có hơn 100 người dân đến làm căn cước công dân có gắn chip điện tử. Tổ cấp căn cước công dân chia làm 2 ca liên tục từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm để hoàn thành cấp căn cước công dân. Mặt trận, các hội đoàn thể xã phối hợp hướng dẫn hỗ trợ giúp đỡ người dân đến làm căn cước. Sông Trà triển khai cấp căn cước cho công dân bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 năm 2021. Với thủ tục nhanh gọn, ngày đầu tiên có gần 320 người dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân. Trong 2 ngày đến, tổ công tác thực hiện cấp căn cước công dân cho người dân thôn Trà Huỳnh và Trà Va. Tại nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Như Công động viên chia sẻ những vất vả của tổ cấp căn cước công dân, đồng thời biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, thái độ đón tiếp công dân tận tình, chu đáo. Trong các ngày từ 27 đến 29 tháng 4, Hiệp Đức triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho 190 người là Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện và cán bộ nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch. Để đảm bảo cho công tác tiêm phòng,
Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn, ngồi giãn cách trên 2 mét. Tại các buổi tiêm, Trung tâm Y tế huyện phân công nhân viên y tế chịu trách nhiệm theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Loại vaccine được tiêm là vaccine AstraZeneca. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hiệp Đức vừa tổ chức hội thảo lần 2 về lịch sử phong trào phụ nữ huyện 1930-2016. Đến dự có Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy. Tại hội thảo đã có hơn 15 lượt ý kiến tham gia đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần tiếp thu sau hội thảo lần 1 của ban biên tập. Nhờ đó kết cấu, bố cục, nội dung của cuốn sách cơ bản được hoàn thiện. Đồng thời đề nghị cần bổ sung thêm tư liệu về địa danh, nhân chứng lịch sử, gương điển hình qua các thời kỳ, danh sách mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong vào tập sách. Dự thảo cuốn sách gồm 5 chương, ghi lại thành tích to lớn của các thế hệ phụ nữ huyện Hiệp Đức trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dự kiến cuốn sách sẽ được xuất bản nhân dịp Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lần thứ 8 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Sông Trà, Hiệp Thuận đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Là một xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn, song nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn xã Sông Trà có nhiều chuyển biến tích cực. Hội không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, các phong trào thực hành tiết kiệm như nuôi heo đất tiết kiệm, gốc bếp sạch được triển khai sâu rộng, qua đó đã vận động 60 triệu đồng xây dựng 3 nhà máy ấm tình thương cho hội viên là đồng bào người dân tộc thiểu số, hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau. Hội vận động trao phương tiện sinh kế bằng giúp vốn con giống kinh nghiệm làm ăn cho 15 chị em phụ nữ nghèo đăng ký 5 phần việc, công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, hội đứng ra tín chấp cho chị em vay vốn với tổng dư nợ trên 11,3 tỷ đồng, giúp 270 hội viên phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hiệp Thuận, nhiệm kỳ qua, các mô hình tiết kiệm cũng đem lại hiệu quả, qua đó giúp cho 60 phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Hội thường xuyên tổ chức các lớp tư vấn, tập huấn về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và cộng đồng, kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt, góp phần nâng cao nhận thức cho phụ nữ về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội. Xác định nhiệm vụ vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ vay vốn hay tham gia các lớp học nghề, trao phương tiện sinh kế, giúp chị em có điều kiện nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ, hội trao phương tiện sinh kế cho 8 hội viên phụ nữ nghèo với số tiền trên 40 triệu đồng, giúp 10 hộ phụ nữ thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, Sông Trà là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Đây từng là nơi hoạt động của căn cứ khu ủy 5 trong những năm chống Mỹ cứu nước. Được thành lập từ năm 2002, trải qua 19 năm thành lập với bao khó khăn thách thức, giờ đây, diện mạo vùng đất căn cứ khu ủy 5 đã khoác lên mình áo mới. Đời sống của đồng bào các dân tộc Ca Dong, Mân Ông nơi đây thay đổi từng ngày. Có được diện mạo ngày hôm nay, một phần phải kể đến sự thay đổi về nhận thức, tư duy trong phát triển kinh tế của bà con nông dân. Từ cuộc sống vốn chủ yếu dựa vào rừng, nay người dân đã có nhận thức phát triển nhiều loại hình kinh tế vườn rừng, kinh tế trang trại mang lại hiệu quả, năng suất cao. Nhiều trang trại trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, kết hợp với trồng rừng gỗ lớn, cây cao su, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, nhiều hộ nông dân đã phát triển, nhân rộng các loại con vật nuôi bản địa theo hướng hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, hiện nay thì trên địa bàn xã hiện nay thì đã có là trên 32 vườn. Đối với lại 8 hộ gia đình kết hợp đó về trồng cây ăn quả, vườn ô trùng và chăn nuôi như là chăn nuôi bò, lợn. Đặc biệt là hiện nay là bên nông dân thì đang xây dựng cái mô hình mà ô cốp đối với lại heo đen trên địa bàn xã Sông Trà. Bên cạnh sự nỗ lực làm ăn phát triển kinh tế thoát nghèo của người dân, Ủy ban nhân dân xã Sông Trà cũng đã sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước từ nhiều nguồn ngân sách của trung ương, tỉnh như chương trình 135-30B an toàn khu. Chính quyền xã Sông Trà đã tập trung mọi nguồn lực để vực dậy đời sống kinh tế của bà con. Mức thu nhập bình quân đầu người tại địa phương đạt trên 30 triệu đồng trên một người một năm.
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60% năm 2002 đến nay còn 16,82%. Xã đạt 11 trên 19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2020. Chúng tôi chú trọng vấn đề giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, những đồng bào hiện nay gặp khó khăn. Và hướng của chúng tôi là phấn đấu tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư về xã Sông Trà. Đây là một bài toán để chúng tôi giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và phấn đấu hoàn thành tốt cái nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2021-2025 đã đề ra. Cùng với sự chuyển mình của đất nước và toàn tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc sông Trà, huyện Hiệp Đức đang trên đường đi lên một cách ổn định, bền vững. Nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chắc chắn những thành tựu lớn hơn sẽ đang chờ vùng đất căn cứ khu ủy Nam ngày nào ở phía trước trong một chu kỳ dựng xây và phát triển mới. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc trang địa phương Hiệp Đức phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.